Trích đoạn phim Kẻ đánh bom cảm tử trong tháng này. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Cởi quần áo ra đi, Zlatan. Được lựa chọn chính thức ở liên hoan phim Malaga năm 2014. Cả hai người đều sẵn sàng rồi. Nhưng ngày mai chỉ có một người lên đường. Đó là quyết định của hai người. Tôi sẽ đi. Hãy để xem ai may mắn hơn. Có tiền xu ở đấy không? Có không? Có xu không? Hay tôi đi đổi tiền nhé. Có siêu thị gần đây. Thôi, cậu thì sao? Tôi không có gì cả. Tôi có một xu đây. Sấp là cậu, ngửa là cậu. Trích đoạn phim Kẻ đánh bom cảm tử trong tháng này. Zlatan, cậu thắng rồi. Các linh kiện kim loại của kíp nổ được giấu trong tư trang cá nhân. Có hai cách để kích nổ quả bom. Sợi dây trên ngực cậu sẽ kích nổ quả bom giấu trong áo. Nếu bị chúng phát hiện ra, hãy ấn nút phụ. 4 phút sau, quả bom sẽ phát nổ. Alex Garcia được đề cử nam chính xuất sắc nhất tại giải Goya năm 2016. Chúng sẽ không bắt sống được cậu đâu. Hỗn hợp chất nổ này rất nhạy. Môi trường ẩm khiến nó bất ổn. Đừng uống rượu. Đừng đổ mồ hôi. Nếu bị ướt là nó sẽ nổ đấy. Cứ cư xử như hành khách bình thường. Cậu hy sinh vì dân tộc chúng ta. Cinema World, thế giới điện ảnh của bạn.